Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị tiếp con bếp Rinnai full chức năng. Hai đồng hồ dùng bếp cao cấp của Rinnai. Thì bếp này là bếp Rinnai full chức năng, hai đồng hồ lò nướng hai tầng lửa, hẹn giờ hai bếp. Con bếp là mặt kính nè. Mặt kính màu đen kim tuyến. Viền là viền inox. Nó sử dụng cái kiềng bắt nồi là bằng sắt mạ men. Và nắp khói cũng bằng sắt mạ men. Thì con bếp này là nó được mang cái model là RTE 65 VACB. Nó có cái mặt tiền ngoài trước này là cái màu vàng gold á. Và xung quanh bếp cũng là màu, cái thành bếp cũng màu vàng gold á, nhưng mà nó lợt hơn. Thì con bếp này được sản xuất là tháng 12/2018 và nó gần bước qua 2019 à. Có số series 4 số cuối là 2427. Bếp này còn rất là đẹp cho cô chú anh chị. Đời cao. Tem mát nó còn rõ chữ nè. Không bong tróc, không mờ nè. Thì mà cô chú anh chị xem trên dưới trong ngoài bếp rồi em sẽ báo giá bếp này. Thì trên này là mặt kính nè, kính kim tuyến màu đen. Thì cái màu đen này rất là sạch nè. Nó sang nè. Viền nó thì viền inox. Cái viền giáp dòng nó bằng inox nè. Rất là đẹp. Thì đây là cái bộ kiềng của nó nè. Kiềng nó là kiềng sắt nhưng mà nó là mạ men á. Rất là bền. Và cái lưới nắp khói cũng bằng sắt mạ men. Rất là đẹp nè. Thì nó sử dụng cái bộ chia lửa bằng Antimon siêu bền. Hổng ga còn rất là đẹp. Cái này là sơn rin nha cô chú anh chị. Sơn rin nguyên bản. Hổng ga còn sáng bóng sạch đẹp hết nè. Thì nó có những chức năng cơ bản của tất cả các dòng bếp nồi điện Nhật là sensor cảm biến nhiệt đáy nồi khi đun nấu cạn đáy, tự động ngắt ga và khóa ga, và cảm biến lửa gió thổi tắt. Cảm biến này là khi chúng ta đang nấu gió thổi tắt lửa nó sẽ tự động ngắt ga và khóa ga. Còn này là cảm biến nhiệt độ. Bếp còn rất là đẹp. Tem mát còn rõ chữ, không bong tróc nè. Đây là cái mặt tiền của bếp nè. Cái mặt tiền đó thì nó sở hữu cái màu vàng gold đó. Hai đồng hồ. Đây là hai đồng hồ năm kế nha cô chú anh chị. Đồng hồ của bếp nướng và đồng hồ của bếp bên phải. Bên trái nó không có bếp đồng hồ, không có đồng hồ. Đây là cái khay để pin nè. Bộ pin bên em sẽ được tặng một cặp pin năng Klein dung lượng cao này nè. Pin này là thương hiệu của Mỹ. Pin này nó xài từ 6 tháng cho tới 1 năm. Tùy theo cô chú anh chị nấu nhiều hay nấu ít. Và được gắn lưới chống chuột miễn phí. Được hỗ trợ linh kiện như cái thật trọn là bếp trong quá trình cô chú anh chị sử dụng. Và không ship CD. Cô chú anh chị mua bếp vui lòng đặt cọc cho em ít. Rồi cho em thông tin địa chỉ rồi em sẽ gửi bếp tới nhà. Cô chú anh chị nhận bếp và được quyền kiểm tra, sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển. Thì đây là cái bếp bên trái nè. Bên trái này là nó ba lửa, cần chỉnh lửa là xi nóc nè, khóa ra em có chế độ là full 3 giây nè, hỗ trợ cô chú anh chị chiên rán đồ khô nè. Đây nút chọn nhiệt độ hâm đồ ăn 5 phút, nấu nước tự động mà. Đây là chọn nhiệt độ nấu nè. Bếp còn rất là đẹp. Còn đây là hộc nướng và khay nướng nè. Thì con bếp này nó còn luôn cái catalog hướng dẫn. Thì ở trong cái catalog này nó có tất cả các chức năng, hướng dẫn các chức năng cho cô chú anh chị xài từ chi tiết hết. Thì cô chú anh chị mà muốn chúng ta muốn đọc cái catalog này thì cô chú anh chị lên cái nếu mà xài iPhone đó, thì cô chú nếu anh chị sẽ lên App Store chạy tải cái phần mềm Google dịch về, rồi chúng ta đưa vô đó rồi nó sẽ dịch ra tất cả các tiếng đó. Xài Samsung thì vô CH Play á, tải cái phần mềm mà Google dịch về rồi chúng ta
đưa mở phần mềm lên là chúng ta đưa cho đó là nó sẽ dịch ra hết tất cả các chức năng của phần mềm hướng dẫn cho cô chú anh chị xài. Thì cái này nó sử dụng là cái vị nướng à, bằng sắt này, nhưng mà nó tráng một lớp men chống dính à. Khi nướng thì bằng inox nè, còn rất là đẹp. Thì cô chú anh chị xài bếp nướng á, chúng ta cho một cốc nước vô đây nè, khi mà chúng ta nướng là cái khay này nó không có bị cháy, sau đó là lau chùi rửa là nó sạch hơn. Còn chúng ta không có cho cốc nước vô đây thì là nướng nhiều cái khay nó sẽ cháy đi, rồi nó sẽ xấu cái khay đi. Chà rửa nó cũng cực nữa. Đây là cái lò nướng nè, lò nướng này là nguyên zin nha cô chú anh chị, còn rất là đẹp nè, không sơn không dặm. Thì trong cái bếp nó có lò nướng, nó có hai cái miếng sắt này. Thì bếp thì về là có cái thì còn, có cái thì mất, rất là đẹp. Còn đây là bếp bên phải nè, hai lửa cần chỉnh lửa lớn nhỏ, xi nóc khóa trẻ em nè, có chế độ nấu cơm nè, đây là đồng hồ hẹn giờ, nút hẹn giờ. Thì cái bếp nấu này hẹn giờ được 90 phút nè. Còn đây là nút nhấn của lò nướng, các chế độ nướng tự động, ba chế độ nướng tự động, đây bốn chế độ nướng tự động, và nút chỉnh giờ, nút chỉnh lửa. Thì lò nướng thì nó hẹn giờ được có 15 phút thôi, bếp nấu thì hẹn giờ được 90 phút. Đây là cái cạnh hông máy bên phải nè, các model nào biết năm sản xuất, tem của nó đó. Thì bếp này còn rất là đẹp. Đây là cái mặt phải phía bên sau lưng nè, có miếng sắt bảo vệ cho bếp nó không có để sát tường. Còn đây là cành hông mé bên trái nè. Thì con bếp này nó còn rất đẹp nè, nó không có trầy xước như cái cành hông nó hết trơn, bếp còn rất đẹp. Thì con bếp này em đang bán với cái giá là 9.300.000, bao ship cho cô chú anh chị, tặng pin và gắn lưới. Nó đời cao, đời 2018 2017 2018 chứ, gần bước qua 2019 rồi. 9.300.000 tặng pin bao ship. Rồi mời cô chú anh chị xem bên trong của con bếp. Thì cô chú anh chị xem video ủng hộ kênh bằng cách là cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Đây là mặt phía trong của con bếp nè, mặt phía trong của cái nắp ở trên của con bếp còn rất là đẹp không ạ. Thì bếp em là hầu như là cái nào cũng đẹp rồi, chứ không có cái nào mà xấu. Thì bếp này đã được về, đã được vệ sinh sạch sẽ, lau chùi canh chỉnh hết rồi. Thì cô chú anh chị mua về chỉ là việc là lắp pin cắn ga vô là xài thôi, không cần phải làm gì nữa hết. Còn đây là bên trong của con bếp nè, bếp còn rất là đẹp. Và nó có luôn cái sơ đồ hướng dẫn từng chi tiết linh kiện nhỏ nhỏ như trong trong cái này, trong bên trong của bếp là nằm trong đây nè, cái sơ đồ này nè. Cô chú anh chị muốn biết thì chúng ta dịch nó ra, nhưng mà nó toàn tiếng Nhật thôi, chúng ta phải tải cái phần mềm Google dịch về rồi chúng ta đưa vô rồi nó mới dịch ra tiếng Việt. Thì nó có thể cái Google dịch đó nó dịch tất cả các tiếng trên thế giới hết ra tiếng Việt, nó rất là hay. Rồi, đây là phần bên dưới của con bếp nè, đây là cái cạnh của cái hai cái mặt tiền nè, chú anh chị thấy không, không có một vết trầy vết xước nè. Thì bếp bên em là
kiểm tra kỹ từ khâu đầu vào, lựa từng cái một nên là bếp nó đẹp đồng đều. Chứ em mà không có bán hàng hàng bãi, đây là toàn là hàng tuyển không. Hàng bãi là nó gồm về xấu đẹp lộn xộn, còn đây là em hàng tuyển, tuyển lựa từ cái một nên là bếp nó rất là đẹp. Linh kiện bên trong là còn sáng bóng sạch đẹp hết. Cái thứ nhất là mình tiện gì mình to bếp đẹp, mình về vệ sinh cũng khỏe hơn nữa. Còn những bếp mà hàng bãi lựa xa cả thì cô chú hư hao bể rồi, rồi nó dơ, rồi vệ sinh nó cũng hơi cực, nên thà là mình tiện mình lựa nhỉ. Tiện lựa đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn cô chú anh chị mua đồ xa cả rồi. Rồi sau đây em sẽ đậy nắp lại rồi em sẽ hướng dẫn các chức năng trên con bếp. Đó, cô chú chạy theo đẹp cực kỳ, thiếu thùng xốp, đẹp đồng đều, con nào như con nấy. Cái chức năng đầu tiên là đang nấu gió thổi tắt lửa tự động ngắt ga và khóa ga, bếp lửa đã cháy rồi. Ở đây là cái chỉnh lửa nè, gạt qua bên phải là nó lớn, gạt qua trái là nó nhỏ, bên đây cũng vậy. Em sẽ chỉnh nhỏ lại em thổi cho nó dễ, thì trong thời gian từ 5 tới 10 giây bếp nó sẽ tự động ngắt ga và khóa ga, rất an toàn và tiết kiệm ga. Thì xài những dòng bếp nội địa Nhật này thì nó lợi ga lắm, tiết kiệm cho cô chú anh chị khoảng 30% ga. Đó. Bếp đã báo rồi đó. Hiện thường chúng ta xài bếp Việt Nam thì cô chú anh chị xài bình tháng, hiện này nó thể lên tháng rưỡi tới 2 tháng. Rồi cái chức năng thứ hai là đun nấu cạn đáy tự động ngắt ga và khóa ga. Thì cái chức năng mà đun nấu cạn đáy thì nhiệt độ nó phải từ hòa gần 300 độ, bếp đó sẽ tự động ngắt ga và khóa ga. Là cái cảm biến chính giữa của bếp đó, đó là cảm biến nó nhận nhiệt độ, khi mà vượt quá nhiệt độ cho phép thì nó sẽ ngắt ga và khóa bếp, không cho xì ga, chống cháy nổ luôn. Thì tất cả dòng bếp nội địa Nhật thì nó có những chức năng rất là hay. Rồi trong thời gian chờ đợi em sẽ test luôn cái bếp nướng cho cô chú anh chị. Ở đây bếp nướng này, khi chúng ta bắt lên là mặc định là 9 phút rồi. Thì con bếp nướng, cái bếp nướng này nó không có cần chỉnh lửa lớn nhỏ mà nó chỉnh bằng điện tử. Làm đây này, lửa trên này, lửa dưới nè. Còn đây là hẹn thời gian nướng này. Hẹn tối đa được 15 phút, giờ em sẽ hẹn 1 phút. Đó, lò nướng 2 tầng lửa đó. Thì ở trên nó bếp nó cũng đã nhỏ lửa lại. Bếp còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giá bán là 9.300.000 bao ship cho cô chú anh chị, tặng pin và gắn lưới. Đó là nướng nó còn 2 mấy giây. Đây bếp bên phải nó đã khóa rồi nè. Rồi cả 2 bếp đã khóa.
em sẽ bỏ cái nồi xuống rồi em bật quạt cho cô chú chị xem. Đây, bếp vẫn còn mở nè. Bên đây cũng vậy. Giờ bếp nướng cũng đã hết thời gian rồi nè. Rồi em cũng hướng dẫn luôn chức năng của bếp bên trái. Thì đây là có nút 3 giây. Nút này là hỗ trợ cho cô chú anh chị chiên rán đồ khô, chiên cá, chiên thịt rồi đó. Đó, chúng ta chiên chúng ta xài nó bấm lên. Đó, nó kêu tít tít thì cái nhiệt độ cái cảm biến ở trên nó không phụ thuộc vào cái ngọn lửa và nhiệt độ đấy rồi. Và lửa nó không có bị nhỏ lại. Cô chú anh chị chiên rán thoải mái. Nó không xài chúng ta bấm ra. Còn đây là nút chọn hâm đồ ăn 5 phút và nấu nước tự động. Đó. Đây là nút chọn nhiệt độ nấu. Cô chú anh chị muốn nấu nhiệt độ bao nhiêu chúng ta bấm vào đây. Đó là những cái chức năng của bếp bên trái. Còn đây là cái biểu tượng của pin. Khi mà pin nó gần sắp hết á thì cái đèn này sẽ cháy lên. Rồi cô chú anh chị mua cặp pin để dành đi. Thì lắp pin thì cái dấu cộng nè, cộng đưa ra ngoài. Đó, hai cục y như vậy. Rồi sang bếp bên phải. Thì bếp bên phải thì nó có là chế độ nấu cơm. Khi mà cô nhà chúng ta cúp điện á, chúng ta có nấu cơm ra thì cô chú chị bắt bếp lên, bỏ nồi lên xong rồi chúng ta bấm nè. Thì nó tự điều chỉnh ngọn lửa trên đó cho chúng ta nấu cơm nó không bị khét. Đó. Còn đây là nút hẹn giờ nấu. Đó, tăng giảm cho đây. Thì cô chú chị muốn nấu bao nhiêu phút mà chúng ta bấm lên. Thì nó được hẹn được 90 phút mà. Thì em sẽ hẹn 1 phút. Còn đây là những chức năng nướng tự động của lò nướng nè. Bên đây nó có 3 chức năng nướng nè, bên đây 4 chức năng nướng nè. Khi mà chúng ta chọn những chức năng nướng này thì chúng ta không chỉnh lửa được mà không hẹn thời gian được. Chúng ta chỉnh lửa chỗ đây. Lửa thấp nè, trung bình, lửa cao. Đó. Và bên đây cũng vậy. Và hai cái này thì nó không có cho chúng ta hẹn chọn lửa luôn. Và cái trên nó cho hẹn thời gian nè. Đó. Đó là những chức năng của trên bếp nướng. Thì giờ chúng ta chờ lên nó thời gian của bếp trên nó còn mười mấy giây nè. Thì cô chú anh chị xem video vui lòng ủng hộ kênh một cách là cho em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, giới thiệu người thân gia đình, anh em bạn bè. Đó đã hết rồi nè. Cùng biết đến kênh YouTube Bếp Ga Nhật Nội Địa Tâm Phát, chuyên bán tất cả các loại bếp ga, mặt men, mặt đá, mặt kính, mất tiền rẻ tiền bích cũng có, bên em cũng có hết. Đó, giờ đây cũng đã hướng dẫn với cô chú anh chị những chức năng trên cùng bếp riêng này RTE65 VACB đời 2018. Thì cái bếp này em đang bán giá là 9.300.000 bao ship cho cô chú anh chị tặng pin và gắn lưới. Thì cô chú anh chị mua bếp thì điện thoại trực tiếp nha, qua số điện thoại 0938 349 749. Em xin chào và hẹn gặp lại.